Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á, mình sẽ quay bà con nói về cái vấn đề mà bơ bút nó phát đọt non khi mà chuẩn bị làm nậu làm hoa. Thì cái vấn đề này mình cũng chia sẻ bà con là đối với những cái vườn bơ của chúng ta á, mà nó đã già lá rồi, một số cây nó vẫn bị phát đọt á, nó phát như trên clip mình quay này đó. Đọt non phát như thế này thì cái quá trình phân hóa làm hoa tất nhiên sẽ không có đều cho bà con nông dân chúng ta. Thì ở clip này mình cũng khuyên bà con á, bà con muốn an toàn để cho cái bơ chúng ta nó phân hóa làm hoa đều thì chúng ta nên phun một đợt thuốc chặn đọt để cho nó an toàn nhất, để trong quá trình mà phân hóa hồng hoa là nó không có bị phân tán, có nghĩa là đọt non nó phát ở ngọn này nhưng ngọn kia nở hoa, ngọn này không nở. Chỉ việc an toàn như clip mình quay bà con nãy giờ, bà con cứ xem cái clip nha. Toàn bộ những cái bơ này lá rất là đều, già rồi, xanh hết rồi, chuẩn bị làm nậu hết, nhưng một số cây nó cứ phát đọt non, nó phát từ từ nó phát không có đều. Ví dụ như nhánh này phát xong tới nhánh kia phát á, thì clip này mình cũng nói lại lần nữa, bây giờ là clip này mình quay là ngày 13. Thì ở trên clip mình quay bà con rất cụ thể, thì một số bà con chúng ta rất thắc mắc cái phương án nào để chặn cái đọt non khi mà bơ đang ra bông nè. Nói chung là mình sẽ nói với bà con lưu ý điểm này nè, đang ra hoa, thạch hoa đang nở thì đọt non có thể nó phát luôn. Thì vấn đề bây giờ trước khi ra hoa, bà con phun cho mình 1 đến 2 đợt chặn đọt đi, thì sau này cái quá trình mà nở hoa ra có thể nó kìm hãm lại để không bị phát đọt non. Nhưng toàn bộ bây giờ nông dân chúng ta á đều chưa có phương án là chặn đọt non. Một số người thì phun MKB, phun kali trắng gì đó, nói chung là có rất nhiều phương pháp để phun phát lo đó. Nhưng với bên mình á, hướng dẫn bà con là phun chặn đọt, nó kìm hãm lại cái đọt. Thứ nhất là nó không gây hại đến cây này, cái thứ hai nữa là không xảy ra một cái tác nhân nào đến ảnh hưởng đến cây hết. Thì đó là mình quay để bà con xem. Thì nông dân nào đang rơi vào những cái tình trạng mà như mình nói trên clip á, thì mình khuyên bà con nên phun chặn đọt 1 đến 2 lần, nhất là 1 đến 2 lần, để an toàn nhất trong cái đợt phân hóa mầm hoa này. Thì theo mình dự kiến thì năm nay bơ bút sắc rất là sớm, có thể sớm hơn nửa tháng đến 1 tháng so với năm 2016 là phân hóa mầm hoa. Cái thứ hai nữa là thời tiết khí hậu năm nay nó cũng thất thường, nghĩa là cái lượng mưa rất là nhiều. Nên cái clip này á, mình quay để nhắc nhở cho bà con, ai có rơi vào trường hợp này thì bà con nên mua thuốc chặn đọt và phun chặn đọt cho mình nha. Đó là cái phương án mình đưa ra cho bà con á. Thì ở những clip vườn bơ này nói chung là 4-5 tuổi rồi của anh Thịnh á, thì mình cũng quay bà con xem á, toàn bộ đọt non nó phát hết, thì mình cũng chia sẻ với anh là nên phun chặn đọt đi để cho phương án nó an toàn. Thì clip này kỹ thuật bên trái cây tại mùa lắc cũng thứ nhất là tư vấn kỹ thuật làm cành tại vườn, cái thứ hai nữa là chia sẻ những cái cách để tạo phân hóa mầm hoa cho anh an toàn. Thì những cái cây này toàn bộ quay bà con á, vườn đa số cây nào cũng phát đọt non hết, nó phát lẻ tẻ, nó không phát đều, bà con hiểu không? Thì vì thế nên khi nó già hết bà con chặn đó, bà con phun chặn đọt. Cái thứ hai nữa là thời tiết năm nay nó thất thường, thì qua như khuyến cáo của dự báo thời tiết á, là năm nay sẽ tới 16 cơn bão, mà bây giờ thời tiết bây giờ mình cũng chưa chắc chắn được là có mưa nữa hay không, nên bà con cứ phun chặn đọt đi để cho nó phân hóa mầm hoa đều. Dù thời tiết có mưa đi nữa thì đọt non nó không có phát nữa, thì bà con cũng yên tâm hơn vấn đề phân hóa mầm hoa và tạo hoa cho vụ hoa bơ 2017-2018. Thì hầu như tất cả clip mình quay đều hướng dẫn cho bà con hết. Thì clip hôm nay cũng là clip rất hữu ích để thông báo cho bà con chúng ta biết, để bà con chặn đọt đúng thời điểm. Và cái thứ hai nữa là cái nhu cầu làm cành của bà con nông dân nha. Mình sẽ quay thêm cho bà con những clip về làm cành đối với cây bơ 4-5 tuổi, 5-5 tuổi, 6-5 tuổi. Tùy vào những cây mình sẽ quay những clip cho bà con. Thì mình cũng khuyên bà con nha, tùy vào mức độ của vườn mà chúng ta có những cái cách làm cành và khống chế cành lại nó khác nhau. Không phải là vườn này chúng ta làm giống nhau. Có nghĩa là những cây chưa đủ tuổi, chưa đủ vào vụ kinh doanh á, thì bà con chúng ta sẽ tạo thế và làm ít cho trái bói bình thường. Còn những cây mà làm vụ kinh doanh á, bà con chúng ta xác định cho ăn trái thì chúng ta làm cành theo kiểu ăn trái. Và mình khuyên cũng bà con á, là khi làm cành á, là bà con nên làm cái ngọn cho mình với bút chứ bơ bút nha. Còn clip mình đang quay cho bà con xem á, là cái bơ thường, nên cái bơ bút làm cành riêng và bơ thường làm riêng. Vì bơ thường nó khả năng đậu trái sẽ cao hơn so với cây bơ bút, nên cái những cái thế của cái bơ thường nó sẽ khác. Còn với cái bơ bút á, là mình nói với bà con xem á, là tất cả những cái thế của cây bơ bút mình tạo đều là thế bonsai. Ở trong thân á, mình đều cho trống ngọn hết. Cái ưu điểm ở đây để mình nói cho bà con này, thứ nhất là ánh sáng vào được bên trong thân để cho cây nó quang hợp rất là tốt này, khả năng đậu trái nó cao. Cái thứ hai nữa là không bị bệnh nấm khuẩn hay là thối xì gốc á, do cây chúng ta rậm rợp quá thì dễ bị bệnh đó. Và vấn đề thứ ba đó là những cái cành chim ở trong á, trong thân á, bà con cứ để ý đi, khi những cây nó không ánh sáng tự động nó vàng lá rụng và chết những cành trong đó.
thì những cành trong đó thì bà con để nó không có tác dụng gì hết, đó là do nó khúc ánh sáng, hoặc những cành mà nó chỉ vào nhau ở trong cái thân của cây bút á thì bà con bấm hết cho mình nha. Thì ở những clip mình cũng có quay cụ thể để bà con xem và nhìn để mà thấy được những cái hình ảnh đó, bà con có thể áp dụng vào làm. Thì mỗi, mình cũng nói lại là mỗi người có một kinh nghiệm riêng, kinh nghiệm này mình chia sẻ cho bà con nào thấy cái nào hay bà con có thể áp dụng làm vào được, còn những nào không hay thì bà con không thể không làm cũng được, đó là mình chia sẻ cho bà con hiểu nha. Thì còn về cái bút mình sẽ nói thêm là một cái bệnh là thối gốc, thối rễ cọc, là bệnh nấm á. Thì cái này mình tí mình gọi clip sau mình sẽ nói cho bà con xem để bà con đưa ra những cái phương án mà khắc phục phòng bệnh đi, đừng để tình trạng mà cây bơ như ở vườn của anh Thịnh đây nè, 4-5 tuổi mà bị như này bà con rất là tiếc. Thứ nhất là cây chúng ta không chữa cây mà thì sẽ không có doanh thu, cây bơ sẽ cỏi hết và chết. 4-5 tuổi một cây bơ rất là khoảng thời gian rất là dài cho bà con nhân dân chúng ta. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi, mình sẽ quay hết cái đám bơ này chung chung cho bà con xem về tình hình phát đọt non ở đám bơ này. Cho dù ở vườn bơ này có những cây đang phân hóa mầm hoa, đang phát nụ và đang nở hoa rất nhiều, thì năm nay mình nói là do những cây bơ này nó sung sức quá nên nó nở hoa sớm. Thì cái này là theo thời tiết, khí hậu nên bà con chúng ta chấp nhận, không thể nào khắc phục được. Thì còn những cây đang tạo hoa, tạo nụ mà nó phát đọt non thì mình khuyên bà con nên phun chặn đọt đi, để đọt non nó nhanh già và nó còn kịp thời gian là 1,5 tháng nữa là bắt đầu bước qua tháng 1. Và giai đoạn đó là hoa bắt đầu tạo nụ, cương nụ và chúng ta kích hoa để cho hoa nó nở đều. Thì một lần nữa bà con cứ xem hết clip đi. Thì bà con nào có nhu cầu tư vấn thì vui lòng gọi số điện thoại dưới mình để tư vấn cụ thể hơn về cái tình hình ở bơ bút của nông dân bà con của chúng ta ở tỉnh Tây Nguyên, tâm tỉnh Tây Nguyên và ở Đắk Lắk nói riêng. Xin cảm ơn bà con ạ, bà con vui lòng đăng ký kênh nha. Thì mỗi clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video bên mình sẽ cập nhật hàng ngày, để bà con xem được những hình ảnh và những nội dung những cây trồng mà bà con chúng ta đang trồng và đang chăm sóc. Xin cảm ơn bà con ạ.